There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2015. Hòa Long kính chào quý vị. Việt Nam im tiếng về vụ Palau đốt tàu đánh cá. Thủ tướng Australia lên án hành động đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc giận dữ vì phim tài liệu của Philippines về Biển Đông. Và một số tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Tổng thống một quốc đảo nhỏ bé nằm ở Thái Bình Dương cho biết không nhận được hồi đáp từ chính phủ Việt Nam liên quan tới các vụ bắt giữ và đốt cháy tàu cá của người dân Việt Nam. Đài phát thanh quốc tế New Zealand dẫn lời ông Tommy Remengesau nói rằng chính quyền Palau không nhận được bất kỳ phản hồi tích cực nào từ chính phủ Việt Nam thông qua Đại sứ quán ở Philippines. Thậm chí việc yêu cầu người phiên dịch cho công dân của họ mà Đại sứ quán cũng không trả lời. Thế nên chúng tôi phải tìm người phiên dịch từ bên ngoài, ông Remengesau nói. Tổng thống Palau bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Hà Nội sẽ ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về việc ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép trên lãnh hải của nước ông. Ông Remengesau cũng nói rằng ông hy vọng Việt Nam hiểu được thông điệp rằng nước ông sẽ không bao giờ dung thứ việc đánh bắt hải sản trái phép. Hà Nội chưa lên tiếng trước những lời chỉ trích của Tổng thống Palau, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước khác đối xử một cách nhân đạo với các ngư phủ cũng như tàu cá của Việt Nam, dựa trên luật pháp quốc tế, cũng như đối xử nhân đạo với các ngư dân gặp nạn trên biển. Palau hôm 13 tháng 6 đã nổi lửa đốt 4 tàu cá của Việt Nam sau khi bắt giữ các tàu này vì đánh bắt hải sản trái phép. Trên khoang của các tàu này chở đầy cá mập, tôm hùm và hải sâm đánh bắt được trước đó. Sau khi bị tịch thu thiết bị đánh bắt, một số các thuyền bị bắt giữ chuẩn bị đưa khoảng 77 thuyền viên về Việt Nam. Tổng thống Palau nói nước ông muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng Palau sẽ không dung thứ những kẻ mà ông gọi là hải tặc tới ăn cắp nguồn cá của nước này. Tin cho hay kể từ năm 2014, có ít nhất 18 tàu cá của Việt Nam đã bị Palau bắt giữ. Palau nằm cách Philippines 970 km về phía đông và là một trong các quốc gia nhỏ nhất thế giới với 20.000 dân sinh sống khắp hơn 250 hòn đảo. Quốc gia láng giềng của Palau là Indonesia, thời gian qua đã cho nổ tung và làm chìm 41 tàu cá nước ngoài, trong đó có tàu Việt Nam đánh bắt trái phép trong lãnh hải của nước này. Thủ tướng Australia Tony Abbott mạnh mẽ cảnh báo Trung Quốc là nước ông lên án bất cứ hành động đơn phương nào có thể thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Truyền thông Australia hôm thứ Hai cho biết, Thủ tướng Abbott đã thẳng thắn phát biểu như vậy tại Singapore, nơi ông rõ ràng đề cập tới các hoạt động lấp biển xây đảo đầy tham vọng của Trung Quốc, cũng như các dự án xây cất cơ sở của nước này trên các hòn đảo trong vùng biển tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, nhằm mục đích thiết đặt các thiết bị quân sự tại đây. Báo Sydney Morning Herald dẫn lời ông nói rằng Australia không đứng về phe nào trong những tranh chấp lãnh thổ, nhưng mạnh mẽ lên án bất cứ hành động đơn phương nào thay đổi nguyên trạng. Chúng tôi tin rằng vấn đề này phải được giải quyết một cách hòa bình, và chúng tôi muốn duy trì quyền tự do đi lại trên biển và trên không, ông Abbott nói. Tờ báo nhận định đây có lẽ là phát biểu thể hiện ngôn ngữ mạnh mẽ nhất của ông Abbott về vấn đề này. Trong những tuần gần đây, Australia đã cùng Mỹ và những nước khác cứng rắn hơn khi lên tiếng về vấn đề Biển Đông. Những lo ngại về Trung Quốc và tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã khiến chính phủ của Thủ tướng Abbott siết chặt quan hệ với các nước trong vùng, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Việt Nam và giờ đây là Singapore. Chuyến đi thăm Singapore lần này là chuyến công du mới nhất để tăng cường quan hệ với tất cả các nước có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề Biển Đông. Tại hội nghị an ninh khu vực Shangri-La ở Singapore hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã tỏ dấu hiệu cho thấy Australia đang chuẩn bị sát cánh với Mỹ và các nước khác trong nỗ lực nhằm đẩy lùi việc Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự trong khu vực. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia nói rằng Australia có lợi ích chính đáng trong việc duy trì hòa bình và ổn định, cũng như duy trì tự do thương mại và hàng hải trong khu vực. Tại Singapore, Thủ tướng Abbott và Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long loan báo các kế hoạch nhằm thắt chặt quan hệ thương mại qua việc tái thẩm định thỏa thuận mậu dịch tự do hiện có, hợp tác chặt chẽ hơn về mặt chính sách đối ngoại và trong lĩnh vực giáo dục. Trung Quốc hôm thứ Hai cáo buộc Philippines phát tán thông tin sai trái
và tạo ra ảo tưởng mình là nạn nhân trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông sau khi Manila trình chiếu một bộ phim tài liệu 3 tập để bảo vệ lập trường của mình trong cuộc tranh chấp này. Hãng tin Reuters cho biết, tập đầu tiên của bộ phim tài liệu có tựa đề là Quyền hàng hải, ra mắt vào ngày quốc khánh của Philippines hôm 12 tháng 6. Lên tiếng trong một thông cáo đăng trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh tố cáo Philippines tìm cách khích động nhân dân cả hai nước, nói rằng Philippines âm mưu đánh lạc hướng và lừa dối để giành sự thông cảm bằng cách tạo ra ảo tưởng mình là nạn nhân. Bắc Kinh và Manila đã lời qua tiếng lại nhiều hơn trong những tháng gần đây. Tuần trước, sau khi Nhật Bản tham gia một cuộc diễn tập với Philippines, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo Philippines tìm cách lôi kéo các nước khác vào cuộc tranh chấp để khuấy động căng thẳng trong khu vực. Philippines nói bộ phim tài liệu mới ra mắt nhằm mục đích thông tin cho dân chúng trong nước và huy động sự hậu thuẫn của công chúng đối với các chính sách và hành động của chính phủ. Sau đó, trong cuộc họp báo thường ngày, bà Hoa Xuân Oánh cũng bày tỏ sự giận dữ về những phát biểu của Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sau khi ông mô tả những dự án cải tạo đất, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc là một mối đe dọa cho hòa bình. Bà kêu gọi Hoa Kỳ ngưng đưa ra những phát biểu vô trách nhiệm, cố ý khơi lên căng thẳng và đối đầu trong khu vực. Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng nếu Trung Quốc thay đổi lập trường của mình về những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông thì sẽ làm tổ tiên hổ thẹn, còn nếu không kháng cự những xâm phạm đối với chủ quyền của Trung Quốc thì sẽ làm con cháu hổ thẹn. Đại biểu từ 57 quốc gia hôm thứ Hai đã tề tự về Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để ký thỏa thuận thành lập ngân hàng mới mang tên Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, gọi tắt là AIIB, do Trung Quốc dẫn đầu. Australia là nước đầu tiên ký kết thỏa thuận được lập ra nhằm tài trợ cho nhu cầu tài chính khổng lồ 800 tỷ đô la hàng năm của châu Á cho các dự án đường cao tốc, đường ray tàu hỏa, hải cảng, viễn thông, năng lượng và điện lực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp những đại biểu tham dự buổi lễ ký kết. Ông Tập ca ngợi tinh thần đoàn kết và hợp tác, khai phóng và bao hàm của dự án này và bày tỏ tin tưởng công tác chuẩn bị sẽ thành công nếu các bên tiếp tục với tinh thần hợp tác với nhau. Trung Quốc bỏ ra gần 30 tỷ đô la trong 100 tỷ đô la cơ sở vốn của AIIB và sẽ nắm giữ trên 25% quyền biểu quyết trong ngân hàng. Ấn Độ và Nga là cổ đông lớn thứ nhì và thứ ba của AIIB. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á được xem là đối thủ của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Mỹ và Nhật từ chối tham gia, viện dẫn những quan ngại về tính minh bạch và sự quản trị công minh, cũng như khả năng tuân thủ những tiêu chuẩn cao về môi trường và lao động của ngân hàng. Đất nước Hy Lạp thức dậy sáng thứ Hai với các ngân hàng bị đóng cửa và các máy rút tiền tự động trống rỗng. Ngân hàng ở khắp Hy Lạp và thị trường chứng khoán đã được lệnh đóng cửa 6 ngày bắt đầu từ thứ Hai. Tin tức cho biết trong thời gian ngân hàng đóng cửa, khách hàng sẽ được phép rút tiền tối đa là 60 euro mỗi ngày và không được chuyển tiền ra nước ngoài, trừ phi được chấp thuận trước. Từ sáng sớm, người nhận lương hưu đã xếp hàng với hy vọng lấy được tiền trong quỹ hưu bổng cá nhân của mình. Thủ tướng Alexis Tsipras hôm Chủ nhật đã lên truyền hình toàn quốc loan báo động thái này chỉ vài giờ sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu tuyên bố ngưng chương trình cho vay khẩn cấp đã giúp các ngân hàng Hy Lạp tiếp tục mở cửa trong những tuần qua. Loan báo của ông Tsipras được đưa ra sau các cuộc họp cuối tuần giữa các nhà thương thuyết của Hy Lạp với các nhà cấp tín dụng châu Âu mà không đạt được một thỏa thuận về những điều khoản cho gói cứu nguy tài chính đang tiếp diễn, đòi hỏi Hy Lạp phải thực hiện những cải cách để được cấp ngân khoản. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp hôm Chủ nhật gợi ý rằng Athens có thể sẽ không thanh toán được khoản vay 1,8 tỷ đô la cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Thủ tướng Hy Lạp quy trách các chủ nợ châu Âu về cuộc khủng hoảng đe dọa tới tư cách thành viên của Hy Lạp trong khối 19 nước sử dụng đồng euro. Theo thời biểu hiện tại, các ngân hàng và thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi cử tri Hy Lạp quyết định trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5 tháng 7 tới đây về việc họ có chấp nhận các biện pháp kiềm ước do các chủ nợ đòi hỏi hay không. Một trong hai tù nhân vượt ngục ở tiểu bang New York của Mỹ đã bị bắn và bị bắt giữ hôm Chủ nhật. Anh ta hiện đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch. David Sweat bị bắt ở thị trấn Constable thuộc bang New York sau khi cùng một bạn tù khác là Richard Matt đào tẩu khỏi một nhà tù an ninh tối đa. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói với báo giới rằng một sĩ quan cảnh sát cấp bang nhận ra Sweat khi anh ta đang đi bộ trên đường cách biên giới Canada khoảng 3 cây số.
Khi viên cảnh sát tìm cách ngăn chặn, thì Sweat đã bỏ chạy. Viên cảnh sát đã nổ súng ngăn không cho đương sự tẩu thoát. Giới hữu trách và người dân hôm Chủ nhật thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc cuộc truy lùng quy mô lớn kéo dài nhiều tuần lễ với sự tham gia của hơn 1.300 nhân viên an ninh. David Sweat đang thọ án tù chung thân không có khả năng được phóng thích trước thời hạn vì tội giết một sĩ quan cảnh sát vào năm 2002. Còn Richard Matt bị án 25 năm tù vì sát hại và chặt thi thể người chủ cũ của ông ta. Matt đã bị cảnh sát bắn chết hôm thứ Sáu tuần trước. Hai tù nhân đào tẩu nhờ những đồ nghề được giấu bên trong những gói thịt hamburger đông lạnh mà họ nhận được. Hai nhân viên nhà tù đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc tiếp tay tuồn đồ nghề cho hai tù nhân này, bao gồm những lưỡi cưa và mũi khoan máy khoan điện. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA nơi mang đến quý vị nguồn thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của Đài VOA. Thông điệp được hưởng ứng rộng rãi của Đức Giáo Hoàng đối với môi trường, định nghĩa biến đổi khí hậu là một vấn đề đạo đức. Bức tông thư thần học dài gần 200 trang yêu cầu phải hành động khẩn cấp để giải quyết sự bất bình đẳng kinh tế và sự tàn phá sinh thái. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Cơn bão Hải Yến là cơn bão gây nhiều chết chóc nhất từng đổ bộ vào đất liền. Trong một chuyến thăm những người ở Philippines, Đức Giáo Hoàng nói với các nhà báo điều mà ông viết trong bức thông điệp. Tôi không biết là có phải tất cả là lỗi của con người hay không, nhưng đa số là như vậy. Phần lớn là con người liên tục tấn công vào thiên nhiên, người mẹ trái đất của chúng ta. Các nhà khoa học nói, những sự kiện thời tiết khắc nghiệt như bão Hải Yến làm cho tình trạng nóng lên toàn cầu thêm tồi tệ. Thông điệp bao quát khoa học về sự nóng lên toàn cầu như là một mệnh lệnh về đạo đức dựa trên giảng dạy của giáo hội. Ông John Gehring, giám đốc chương trình công giáo của nhóm hoạt động đức tin trong đời sống công cộng, nói: Giáo hội tiếp cận vấn đề này phần nhiều từ một quan điểm kinh thánh. Món quà của sự sáng tạo, chúng ta được mời gọi làm người quản gia tốt của môi trường, và do đó Đức Thánh Cha nhìn ra thế giới và thấy rằng chúng ta có một mối quan hệ rạn vỡ với môi trường, và Ngài nói rằng chúng ta cần phải sửa chữa. Thông điệp nói mối liên kết giữa sự tàn phá sinh thái và gia tăng bất bình đẳng là không thể phủ nhận. Trong đó nói, trái đất, ngôi nhà của chúng ta, bắt đầu trông giống như một rác rưởi mênh mông. Ông Gehring nói, Đức Giáo Hoàng sử dụng văn kiện này như một lời kêu gọi khẩn cấp phải hành động. Và hy vọng của tôi là một giáo hoàng, người lãnh đạo tinh thần thu hút nhất thế giới, có thể giúp gia tăng vượt trên một số các đảng phái và những cãi vã xung quanh vấn đề này và dẫn chúng ta tới một nơi tốt đẹp hơn. Đảng phái đó được phản ánh ở Hoa Kỳ, phần lớn là trong số các đảng viên Cộng hòa bảo thủ trong Quốc hội và một số ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Những người nói rằng Đức Giáo Hoàng không liên quan gì đến chính trị. Nhưng người công giáo ở Mỹ không có chung quan điểm như vậy, theo một cuộc khảo sát mới đây. Quan điểm về xã hội của Đức Thánh Cha mở rộng tư tưởng của công giáo để bao gồm vấn đề môi trường. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon rất háo hức chờ đợi thông điệp. Tại một hội nghị biến đổi khí hậu ở Vatican vào tháng 4, ông Ban nói tôn giáo và khoa học phải cùng nhau nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hành động toàn cầu. Có một cánh cửa cơ hội rất nhỏ cho chúng ta thay đổi điều này. Tôi chắc chắn thông điệp này sẽ có một tác động sâu sắc trong các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu. Việc công bố thông điệp diễn ra trong một năm rất quan trọng đối với các cuộc đàm phán khí hậu, mà đỉnh cao là vào tháng 12 ở Paris với một hiệp ước mới của Liên Hiệp Quốc về tình trạng nóng lên toàn cầu. Hướng đến cuộc họp đó, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ và tại Liên Hiệp Quốc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera. Kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@bạnlambao@gmail.com. Hòa Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.